Em ngồi kế bé Khanh. Hôm nay là ngày Tết, nhân dịp này thì chúng con cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện có thật. Là đây là cô Ngọc ở Virginia, thì cũng là có cái duyên về giáo viên tâm. Thì cổ là cái người mà cũng đã tin sư phụ, biết sư phụ mà chưa có gặp mặt. Cổ ở nhà thì giống như là đặt cái bàn khấn ở hướng Đông Bắc và nghe lời sư, những cái video coi của sư phụ rất là tin. Thì sau đó thì có một cái chuyện là cổ có một cái người bạn, là cái câu chuyện là ở trong bệnh viện này này kia, thì cô mình sẽ nói về chi tiết từng cái, nhưng mà để cho cô mình nói trước và cô nói một chút về cái giống như là hôm nay có duyên thì cô đến Thiên Long Sơn để mà ấy, nhưng mà ngày mai cô phải về lại Virginia, cho nên á tụi con cũng cảm ơn cô chia sẻ cái câu chuyện có thật đó để cho biết được cái sự mầu nhiệm của cha mẹ chư vị và của Thiên Tâm. Thì con cảm ơn cô chú. Cô nói với cô kính chào cô nói con to chút tuổi. Hôm nay là nhân cái buổi Tết được gặp sư phụ cho làm đệ tử, thì hôm nay đã chính thức làm đệ tử của sư phụ. Thì Thiên Ngọc Nga muốn giới thiệu một cái câu chuyện. Đây là câu chuyện có thật nhiều màu, vì đây là Thiên Ngọc Nga có một người bạn, có một ông anh đã vào bệnh viện Washington, nhưng mà ngày đầu tiên thì bác sĩ chữa cho, nhưng mà tới ngày thứ hai thì bác sĩ rút tất cả ống ra và quay như nằm để mà chờ ra đi. Thì Thiên Ngọc Nga mới biết được cái câu chuyện là họ sắp sửa ra đi, thì mình phải đưa cái dấu này thì để cho họ ra đi bình yên, đi về với Phật. Nhưng mà không ngờ đêm đó thì là cái người em của ông chỉ cầm cái dấu trên tay thôi, và chỉ hai câu Nam Mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Mô Đức Thánh Hoàng Mẫu Đại Thiên. Thì là đêm đó tự nhiên 5 giờ sáng ông tỉnh dậy và ông xin nước uống, và ông hỏi tại sao ông phải nằm đây. Thì tất cả các người trong gia đình rất là ngạc nhiên và sợ, tưởng cũng như là chết rồi mà hồi sinh. Thì đi kêu bác sĩ với lại y tá tới để cũng như là đưa vào để chết lại coi thử có thật sự không. Thì khi chết lại thì máu huyết hay là lưu thông tất cả quay như con người bình thường. Mà trước đó là ông chết ra là quay như nghẹt mạch máu, nghẹt tim, cho nên là tất cả cái bệnh viện đều bó tay, quay như là họ không có chữa trị nữa. Bác sĩ Mỹ và có hai cô bác sĩ chị của ông đó nữa cũng đều bó tay, đợi quay như là sáng mai là đưa về nhà để đưa làm cũng như chôn cất đó. Nhưng mà tự nhiên 5 giờ sáng tỉnh dậy và nói là đòi về nhà. Thì bác sĩ người Mỹ họ giật mình, họ nói không được, để chết lại tất cả tim gan con người như thế nào. Thì con người rất là mạnh khỏe, thì cái điều đó trong gia đình họ sợ lắm, họ không biết, họ chờ đợi một tiếng đồng hồ nếu mà thực sự hồi sinh á thì sẽ chết lại, nhưng mà đây không, sống mà rất là bình thường. Thì vài tiếng đồng hồ sau bác sĩ thấy cái chuyện kỳ lạ quá, nhưng mà phải cho về, là vì họ không có cái bệnh gì nữa hết. Thì cuối cùng bác sĩ người Mỹ họ tặng một bó bông, một bó hoa, để lần đầu tiên là họ thấy cái chuyện không thể tưởng tượng nữa. Bác sĩ Việt và bác sĩ Mỹ đều bó tay hết ra, chỉ đợi đem xác về châu. Nhưng mà bây giờ họ sống như vậy thì đâu có làm gì được, thành đành cho về. Thì vừa về qua ngày hôm sau á, ông mới lái xe từ Việt Sinha Bít mà đi lên bệnh viện để cảm tạ tất cả các bệnh viện với lại người thân của họ. Thì trong gia đình rất là ngạc nhiên, vì cái gia đình đó là một cái gia đình rất là trung lưu, họ không có tin cái chuyện gì của đức của cái tâm linh hết.
họ là người đạo Cao Đài. Cho nên họ mới nghĩ rằng cái đêm đầu tiên họ đọc kinh á, thì có lẽ là có cái nhiệm màu. Nhưng mà cái đêm thứ hai không còn nhiệm màu nữa, họ chỉ cầu siêu thôi chứ không còn cầu an nữa. Thì đêm thứ hai chỉ có dấu thiên tâm này và hai cái câu lời cầu nguyện của cha mẹ. Mà tự nhiên cái phép nhiệm màu trở thành sự thật. Thì đó là một cái câu chuyện mà có thật. Mà chính cái người đó, bạn đó là người bạn của em ở trong nhà. Mà người anh đó là em cũng biết nữa. Cho nên là cái câu chuyện này chia sẻ với các đệ tử. Để cho các đệ tử hiểu rằng là trên thế gian này cái chuyện tâm linh có thành thật 100%. Và đây là câu chuyện thứ hai. Ông chồng của em là bị bệnh, bị Covid năm 2019. Mà em chưa hề biết là Đạo Thiên Tông. Mà cũng chưa biết sư phụ là ai. Nhưng mà mình thấy trong mấy cái clip YouTube á, là có viết lên sư phụ như vậy. Thành đêm đó cầu nguyện. Cầu nguyện thì sư phụ cũng như ban ơn cho, là cũng như nhận được cái tin đó, là muốn cứu cho ông chồng của em. Thì 14 ngày sau thì ông thích lại, là hoàn toàn trở lại bình thường. Mà trong gia đình là tưởng như là chết rồi. Tụi em chuẩn bị để mà đưa xác thôi. Vậy mà được thành công. Và cái chuyện thứ hai nữa là ông bị bên Washington DC, ông đi làm. Ông bị tụi Mỹ Đen nó kê súng vô, nó cướp. Thì tụi em vẫn cầu nguyện, ông được thoát chết. Đó là những cái câu chuyện sự thật, đó là chính của trong gia đình này. Thành cho ngày hôm nay em đến Điện Mẹ để xin tạ ơn. Và để đến thì gặp sư phụ, xin sư phụ làm đệ tử. Đây là một câu chuyện có thật, em thành thật nói tất cả với các đệ tử để cho truyền bá cho các đệ tử khác biết và cho dân chúng biết. Em xin chấm. Cái màu nhiệm nữa là cái ngày mà cổ thét con á, ngày mà cô Ngọc thét con á, là cái ngày con rất là bận ở trên Thiên Long Giang. Mà thường khi mà con bận á là con giục phone, con không có biết tới phone, ai thét ai nói gì mình cũng không có bắt phone luôn á. Nhưng mà ngay cái moment mà cô thét là lúc đó là 7 giờ tối, thì tự nhiên mình cầm cái phone lên, mà cái thét của cô nó rất là dài. Thường là như vậy là mình lại càng bỏ qua nữa. Nhưng mà không hiểu sao, không biết khiến sao mà mình phải đọc. Đọc từ đầu tới cuối. Xong rồi mình nói, tự nhiên mình giật mình cái câu nói, cái câu hỏi của cổ là, tại cổ là cũng tin Đạo Thiên Tâm, cũng ấy, nhưng mà cổ không có biết nhiều đó. Cô không biết là nên hay là không. Thì cổ chỉ hỏi là, Cẩm Tú ơi, đại khái là cô có một người đang ở trong bệnh viện, chuẩn bị này kia, đại khái là sắp ra đi. Thì cô có thể cho cái dấu thiên tâm cho người bạn đó để cái người đó đeo. Xong rồi cô viết rất là dài, nói chung là, nhưng mà mình vẫn đọc lướt qua một cái mình nói là tự nhiên cái mình phải thét lại liền, cái nói dạ được cô. Rồi mình chỉ nói một câu thôi, dạ được cô, nếu mà người đó muốn hoặc là nếu không thì cái gia đình người ta có lòng thành thì sẽ rất là tốt. Mình nói vậy thôi, mà mình cũng chỉ là nói vậy thôi, xong mình bỏ qua. Thì 7 giờ tối hôm đó là xong rồi. Thì sáng sớm hôm sau, 6 giờ sáng là cổ đã thét rồi. Cổ nói là một cái sự mầu nhiệm. 5 giờ sáng là cái người bạn cổ tỉnh, đại khái là cổ cũng chia sẻ như vậy đó. Thì cổ nói là cô mừng quá, mà cái thét của cổ là cô viết là giống như là nó lung tung luôn, tức là rất là xúc động mừng á. Thì mình cảm thấy đó, đối với con á, đó là một cái sự dẫn dắt. Tức là có những cái, bởi vậy khi mà mình làm cái gì mình đừng có bỏ qua, cho dù mình rất là bận, một cái ấy của mình có thể là cứu một mạng người và cứu một cái gia đình á. Cái này á, khi mà cái lòng tin không phải cứu cái người đó không, mà cái nguyên một cái gia đình đó họ đặt cái niềm tin vào những người xung quanh, họ sẽ, cái đó là cái sự thật. Giống như là, thành ra là cái này con nghĩ là có cái sự dẫn dắt của chư vị và cái sự sắp xếp. Giống như là, tại vì thường là khi mà mình bận là cái phone không bao giờ, không bao giờ mà con đọc cái test dài như vậy mà con lại trả lời như vậy, thì mình rất là cảm thấy rất là may mắn. Nếu mà mình không có trả lời cái test đó thì nó không có câu chuyện ngày hôm nay. Và bởi vậy mình trong cái thiên tâm hay cái bất cứ cái gì mình làm cái gì á, thì mình cũng nên bỏ cái thời gian một chút á, bằng cái tâm của mình á. Khi mà mình ấy cái đó mình làm ngay lập tức,
Tại vì mình nghĩ mình bận một cái kia, mà cái chuyện bận của mình nó không có bằng cái này. Thì giống như cái này nữa là con nghĩ giống cái người được cứu đó, cái gia đình đó họ họ rất là đại khái là họ rất là cao, họ rất là có tiền tài. Và cái này là mình thấy một cái sự mầu nhiệm nữa là sao, là người trong gia đình họ rất là thành công và họ là một cái bác sĩ giỏi, chứ không phải là dạng mà người thấp kém. Cho nên á, cái sự treatment của những cái bác sĩ giỏi nhất để cho cái người này chết là chết, không cứu được là không cứu được, tại vì họ không phải là một cái gia đình bình thường mà để mà giống như là bỏ cuộc hay cái gì, là cái gia đình rất là thành công và cái người bác sĩ ở trong nhà cũng là một cái bác sĩ cực kỳ giỏi. Cho nên cái chuyện này nó rất là ngạc nhiên, là họ biết là có một cái sự mầu nhiệm nhưng mà thật sự họ chưa biết rõ cái câu chuyện. Nhưng mà cái đó nó không có quan trọng, cái quan trọng á là ngay cái chuyện mà là cái cô mà đưa cái giáo Thiên Tâm đó, cổ cũng không hề biết Thiên Tâm, Đúng không? cổ không có biết Thiên Tâm, mà cô là cô Ngọc Nga là cái người mà giống như có một cái niềm tin. Thì con nghĩ đó là một cái sự kết nối, giống như là chư vị dẫn dắt và kết nối mỗi người là một cái mắt xích trong cái câu chuyện, mà mình phải cảm thấy là giống như nó có cái lý do, cái gì nó cũng có cái lý do hết. Thì giống như nó dài dòng một chút là tại sao lại con lại biết cô Ngọc, không hề biết nhau. Nhưng mà cái lần đó là sư phụ qua bên Hilton, thì cổ muốn đi về Hilton nhưng mà là cổ muốn giống như là những cái người trong gia đình đó, gia đình của cổ đi tới Hilton, tức là cổ muốn gieo duyên mà cổ cũng muốn gặp sư phụ nữa. Thì cổ mới tìm sao đó mà cổ nghe gì đó con không hề biết cổ, thì cô cứ kể cái câu chuyện đó luôn, là tại sao cô lại liên lạc với con rồi có cái chuyện này nó xảy ra. Cái chuyện này thì rất là dài dòng, mà cái này cũng chắc là cũng có được cha mẹ cứu, cho nên mình đệ tử mới là gọi tới cho cô Trinh. Cô Trinh mà ở Thiên Long Sơn đây nè, cô Dạ, Trinh chị ạ, Trinh mình chị á, Trinh á, thì cô chị ấy trong du tiếp cái số Trinh. điện thoại thôi, thì cô Trinh mới giới thiệu lại cho cái Cẩm Tú, thì Cẩm Tú mới gọi lại cho tụi em. Thì tất cả cái sự liên hệ là cô ấy đều là do ơn trên sắp đặt hết, cho nên từ chỗ đó mới biết được các đệ tử trong Thiên Tông, tại vì hồi giờ chưa bao giờ đặt chân tới Cali hết. Thì cũng là rất là vui nữa là nó sắp đặt rất là, mình nói là mình không thể nào tưởng tượng được là khi mà cổ cọ gọi con thì 3 ngày sau là con lại có một cái trip đi tới Washington DC. Thì khi mà mình đi tới đó thì bắt đầu là lúc đó con mới ở Thiên Long Sơn về, thì con có cầm một số cái kinh và cái dấu Thiên Tâm mà có sư phụ, cái sư phụ cho mình đại khái là có điển của sư phụ đồ này kia, nhưng mà lúc đó là mình bỏ trong cái sách của mình thôi. Thì có bao nhiêu thì con đưa hết cho cổ. Thì con cũng đi tới nhà rất là bận trong cái trip đó, nhưng mà mình vẫn make cái time đi tới thăm cô chú. Thì giống như là thấy cái sự tin tưởng của cổ á, cổ rất là thành tâm. Sau đó thì mình đưa cái kinh và mình đưa những cái dấu Thiên Tâm, thì rồi xong cổ mới có cái dấu Thiên Tâm, đại khái là vậy. Thì sau sau cái chuyện đó là cái liên lạc đó như vậy, thì sau đó cổ cũng có gọi nói chuyện với mình, thì đại khái là cổ nói không biết có ai ở bên bên kia hay là gì, có những cái người để đồng đạo để cổ chia sẻ, cổ không có biết nhiều. Thì sau đó cũng có connect với cổ cho những cái anh chị ở bên đó, thì cổ rất là vui. Cái đó là một cái nữa. Và cái người bạn của cổ mà cái người mà cứu cái người anh đó, thì con nói là có một cái mình cảm thấy nó mầu nhiệm là ở chỗ này. Ví dụ cái người mà đã theo Thiên Tâm thì mình đã biết cái sự mầu nhiệm này kia, nhưng mà cái người đó là cái người họ chưa biết Thiên Tâm, mà trong cái moment đó cái chị đó chỉ đặt cái lòng tin, chị hỏi cổ, thì cổ thét là cổ nói là trả lời ASAP, thì lúc đó con trả lời liền cái thét đó, mà mình cũng vô tình thôi, mình bỏ vậy thôi. Thì cổ làm theo cái kiểu đó, thì cái người bạn đó lại cũng là đặt cái niềm tin ngay cái moment đó, cổ đặt niềm tin vào cái dấu Thiên Tâm
mà không nghĩ là anh mình sẽ sống lại, nhưng mà chỉ là đi nhẹ nhàng thôi. Đúng. Mà cổ bỏ cái dấu thiên tâm đó trong cái bàn tay của người anh mình, mà cổ không có biết kinh thiên tâm là gì hết. Cổ ngồi chỉ đọc hai cái câu mà con ghi đó là Nam Mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam Mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu, cổ đọc cả đêm. Thì cái sự màu nhiệm nó ở đó là cho dù cái người đó không biết cái gì, nhưng mà khi một cái mong mình đó, mình đặt cái niềm tin vào đó, và cái sự màu nhiệm từ đó mà ra. Từ từ cái sự, và nó có một cái sau đó nữa, thì cổ vẫn chưa có tin về cái thiên tâm. Thì giống như cái người mà được cứu, họ cũng không biết tại sao họ được cứu nữa. À, thì giống như là họ chưa có tin, phải không? Nhưng mà mình biết là tại vì người ta đã đọc kinh và đã chữa cho người này, đâu có phải mới đây đâu. Đã rất lâu, tại sao chỉ trong từ 7 giờ tối mà tới 5 giờ sáng tỉnh dậy, và bác sĩ nó scan lại nó cũng rất là ngạc nhiên. Ví dụ cái người mà tỉnh lại mà ấy á, thì nó cũng sẽ bị bệnh này bệnh kia, đúng không? Tại sao mà clear everything thành một người bình thường? Từ một cái người rút ống, ngày mai đi lại bình thường, lái xe, khỏe re, mà cũng không biết mình tại sao mà được cứu nữa. Cái đó à, lại đi tạ ơn ở trong chùa, mà cái người, cái cô này là cô biết nhờ cái đó. Cái cô mà em á, là cô biết, cô bỏ vô tay của anh mình và cô cầu nguyện cả đêm, và cái linh nghiệm ở đó, mà cô không có nói được nữa. Tại vì nói cũng không có tin. Thì sau đó con mới nói là người ta đi cầu ở bên chùa, đúng không? Nhưng mà con nói với cổ, con nói với cô Ngọc là chỉ nói là chỉ muốn tới Thiên Long Sơn tạ ơn, đúng không? Mà chỉ không có cơ hội để đi. Thì con nói vậy nè, theo con nghĩ á, thì cổ là cái người sinh cho anh mình. Cổ đặt cái niềm tin, và cái niềm tin đó nó đã được cứu anh mình, chứng minh, đúng không? Cô muốn tạ ơn cha mẹ và chư vị. Cô biết, cô tin cái điều đó, thì cô không có cần phải đi tới Thiên Long Sơn nếu mà không được. Ngay cái đó, mình chỉ cần đặt một cái bàn thờ ở ngoài chư vị rất là đông, thì mình đặt cái hướng Đông Bắc, và mình tạ ơn trong lòng của mình. Mình 12 nước, 12 đèn, 12 bông, mình thành kính là mình nói là con đã tin dạy dạy rồi, con đại khái chị khấn như thế nào thì cô kể là cô đã làm không, hay là cái người bạn cũng mua bông hoa với lại trái cây đặt ra ngoài trời, cũng cũng cầu nguyện, cũng đọc hai câu đó và cũng xin tạ ơn. Cho nên từ cái chỗ đó thì mình thấy tin tưởng hơn. Còn một điều nữa là nhận được một cái bức thơ của Thiên Trường Khanh. Viết một cái bức thơ mà cũng như là một bài thơ rất là hay, mà nói về cái sự ra đi của cái ông đó mà hồi tỉnh lại rất là hay, nghĩa là rất thành thật. Nhờ cái bài thơ đó mà em gieo duyên được nhiều người. Bây giờ nhiều người xin hình và xin kinh và xin tưởng, cho nên ngày hôm nay em đến đây để xin những thứ này để đưa về đưa cho các đệ tử đó. Mà mấy người đó họ chưa biết cái đạo này là ai. Cô cứ đi theo mà xin. Cho con hỏi là cái người bệnh nhân mà vừa tỉnh lại đó, thì ảnh có, bây giờ ảnh có biết được là chưa biết. Nhờ thiên tâm hay nhờ cha mẹ ai? Tại vì khi cái tối đó ảnh là cái người bất tỉnh, rút chuẩn bị rút ống, sắp đi rồi. Thì cái cô em đó bỏ trên tay của người anh và cầu nguyện cả đêm. Thì khi 5 giờ sáng ảnh tỉnh lại thì cô đã lấy cái dấu thiên tâm đi rồi. Nhưng mà cái vấn đề là cái người ta rất là cao, giống gia đình rất là óp á, tức là nếu mà nghe một cái thì họ biết là cái màu nhiệm, họ tin vào cái sự màu nhiệm, tức là ngay cả bác sĩ cũng nói là chúc mừng miracle, giống như là họ không thể, it's unbelievable. Trong một đêm mà như vậy, thì sau đó thì khi mà con đăng cái story, con cũng có kể cho Thiên Trương Khanh, thì Thiên Trương Khanh cũng rất là xúc động, và cái mong mình đó Thiên Trương Khanh làm một cái bài thơ rất là hay. Đây là nhà thơ Thiên Trương Khanh của Thiên Tâm, đệ tử của Thiên Tâm, đúng, rất là đúng với cái đó luôn. Làm thơ hay rất lắm. Là chân thành và bằng sự thật, chính và bằng xác tất cả cái tấm lòng của mình. Cái bài thơ này là vì là mình cũng muốn cho tất cả mọi người là biết được rằng là cái sự nhiệm màu của cha mẹ và nhiệm màu của chư vị và nhiệm màu của giáo thiên tâm. Cho nên là tại vì thường là thiên tâm thì mình chỉ là gieo duyên tự nhiên
Cho nên là mình làm cái bài thơ này chỉ để là share, chia sẻ với tất cả mọi người là cái sự này, sự việc này nó có thật 100%. Và mới xảy ra cách đây khoảng 10 ngày trước thôi. Cái ngày mình còn làm bánh tét. Bánh tét ở thì mình xin đọc cái bài thơ. Bài thơ được có tên là Nhiệm Màu. Nhiệm màu, hai chữ nhiệm màu, cứu một mạng người nhờ dấu thiên tâm, nhờ cha mẹ ban hồng ân, từ lời cầu nguyện thật chân lòng thành. Người bệnh rút ống rành rành, gia đình bác sĩ phải đành bó tay. Cô bạn niềm tin chẳng lay, nhắn hỏi cẩm tú tỏ bày cùng nhau. Đeo dấu thiên tâm nguyện cầu, khấn cha khấn mẹ nhiệm màu hiển linh. Suốt đêm gia đình đọc kinh, đến 5 giờ sáng giật mình mừng vui. Người bệnh thức giấc tỉnh tươi, nói chuyện uống nước như người thường thôi. Một câu chuyện thật truyền đời, minh chứng nhiệm màu cho người thế gian. Niềm tin phải thật vững vàng, Phật trời chứng giám khổ nạn sẽ qua. Ngài Kiệt hiện hữu ta bà, dẫn dắt sanh chúng qua phà hạ ngương. Ngài đã mở sẵn con đường, thiên tâm đạo pháp tỏ tường ứng linh. Mỗi người thắp sáng lòng tin, Bát Nhã thuyền đón lộ trình từng nơi. Đây là cái bài mình thật sự là mình muốn chia sẻ, vì là đây là những gì mà Sư Phụ Kiệt đã muốn dẫn dắt chúng sanh, và nhớ nghĩ đến cha mẹ và nghĩ đến về sự về tâm linh là sự nhiệm màu. Và đây là cái sự minh chứng mà có thật 100% mà trong đệ tử của chúng mình đã thấy rõ và chia sẻ đến mọi người. Và hôm nay thì đệ tử chúng em cũng mượn cái video này để mà gửi gắm đến thế giới bên ngoài hay là những người hữu duyên. Nếu mà nghe được cái video này, hoặc là cô bạn của cô, hoặc là các anh bệnh nhân mà được tỉnh lại đó, thì nếu mà ảnh có duyên, ảnh nghe được cái video này, thì ảnh cũng là người để mà làm cái công đức rất là lớn. Tại vì ảnh là một người minh chứng sự thật. Thì cũng hy vọng là anh cũng coi cái video này. Và chúng em đang nói đó là anh. Dạ, anh tên gì ạ? Không nói tên được. Giống như là, tại vì nó giống như là cái thiên tâm là sư phụ nói là tự nhiên thiên nhiên. Thì tất cả những người giống như đi tới Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang hay bất cứ cái gì, những cái câu chuyện hay là những cái video mà sư phụ chia sẻ trên YouTube hay là mình ghi thể trên YouTube, thì mọi người chỉ thấy, chỉ nghe, nhưng mà sẽ không có cảm nhận được cái sự màu nhiệm. Tại vì giống như ngay cả tất cả mọi người ở đây đều có những cái câu chuyện của họ. Họ không có phải là mình, giống như mỗi người cái đạo hay cái gì, họ cũng rất là thành công ở trong đường ấy, và họ cũng không có phải là giống như là nghe là tin hay cái gì. Mà tại sao là tin, là mỗi người đều có một cái câu chuyện riêng của mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là mình cứ thử đi. Ví dụ là mình đang trong một cái cùng cực nào đó, mình đang bị một cái hoạn nạn nào đó, mình thử đi, mình khấn hai cái câu mà làm thiệt luôn. Mình cho mình một cái cơ hội, mình đặt một cái niềm tin sâu sắc đó, giống như mình đặt trong một ngày đó, chỉ có một đêm người đó tin thôi, thì cái câu chuyện màu nhiệm, thì mình, nếu mà mình cảm thấy là mình đang ở trong cái đó, thì mình cứ khấn hai cái đó, hoặc là mình đặt cái niềm tin, chỉ cần cái lòng tin của mình hướng về, thì mình coi thử có cái sự màu nhiệm xảy ra không. Mà cái quan trọng nhất cái cứu này làm con nghĩ là cái lòng tin, chứng minh được là cái lòng tin của mình nó cứu được, tức là chư vị động lòng cho cái người em của ảnh. Tức là lúc đó thấy anh mình đau đớn quá, muốn cho ảnh đi nhẹ nhàng, nhưng mà không ngờ là nó lại nhiệm màu mà quá luôn. Tức là giống như có thể có người tin hay không tin, nhưng mà mỗi người đều tự cảm nhận mình đi. Ví dụ mình đặt một cái niềm tin thật rồi mình giải quyết những cái chuyện của mình, thì mình phải làm, nói thì không có ai ấy, nhưng mà cứ hành động đi, rồi mình sẽ tự thấy cái sự màu nhiệm cho mình và gia đình mình trong một cái mùa xuân
thì giống như cũng chúc tất cả mọi người là một cái năm mới an lành, và cái năm này có thể là đối với Việt Nam hay thế giới nó có, ai cũng sẽ có những khó khăn, thì mình nên niềm tin. Giống như mình có thể mình chưa biết cái đạo Thiên Tâm hay là cha mẹ, thì mình đặt niềm tin vào Chúa, vào Phật, vào tất cả những bề trên, niềm tin đối với tất cả những cái của mình, giống như cái mình đang hướng về mình thờ phụng, mình có cái niềm tin về đó, giống như có niềm tin về Chúa, Chúa cũng sẽ cứu. Có về Phật thì nó cũng sẽ có những cái mầu nhiệm, nhưng mà có những cái hơn thì nó sẽ cao hơn. Rồi anh chị có cái câu hỏi nào cho cô hay là cần chia sẻ gì không? Mình thì rất cảm ơn Tân đệ tử Thiên Ngọc nha. Dạ. Chúc mừng nha. Dạ, hôm nay mình con nghe mới nghe được sư phụ mới nhận làm đệ tử đó nha. Thì chào tỷ tỷ. Dạ, chào. Theo mình nghe câu chuyện đó, thì mình thấy là cái anh nó cũng có duyên với Thiên Tâm lắm đó. Mà nếu nói cho rõ hơn là có duyên với cha mẹ, với tất cả các chi vị ở trên phù hộ độ trì cho anh, cũng nhờ cái dấu Thiên Tâm đó. Có nhiều người nói cái đó là nó do cái niềm tin và do ở cái tâm. Cái tâm như tôi sư phụ thường nói, mỗi người mình phải tự làm một cây đuốc để mình xua tan cái bóng tối chung quanh. Và tỷ tỷ Ngọc Nga, Thiên Ngọc Nga đã làm cái việc đưa cái đạo Thiên Tâm để mà giới thiệu cho cái anh đó đang ở trong cái tình trạng kêu là cấp bách, cấp bách, mà có nhờ bác sĩ đã nói là cái đó là chuyện sống chết đó nhỉ, chứ không phải là chuyện chơi. Mà mình nghe xong đó, mình cũng cảm thấy là cái sự mầu nhiệm ở bên trên, quá nhiệm ở trên mầu nhiệm thì có mầu nhiệm, cái đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà cái tâm, cái tâm mình nó như là một cái nút bấm đó. có điện phải không? Mà mình không có bấm cái nút thì làm sao mà đèn nó cháy được? Dạ đúng rồi, cô nói rất đúng. Phải không? Dạ. Phải có cái nút bấm. Dạ. Cái nút bấm đó, nó là cái tâm của mình đó. Dạ. Nó là cái mình thật thành tâm. Dạ. Mình đi đến với Thiên Tâm. Thì những cái chuyện mầu nhiệm đó, mình cho là mầu nhiệm. Nhưng mà đó là tất cả là do ơn trên. Dạ. Thì mình có bao nhiêu đó để mình chia sẻ với tỷ tỷ Thiên Ngọc Nga nha, bà Chi Linh nha. Dạ. Dạ. Để mình nhận lời cho. Cô nói rất là chính xác, rất là đúng. Tụi em chỉ có cái đức tin thôi, cái tâm thôi. Khi người ta sắp sửa ra đi là mình chỉ cần có cái tâm đây. Dù họ sống hay chết là vẫn có cái niềm tin. Đó là cái tụi em từ nhỏ tới lớn vẫn sống như vậy. Thấy người ta chết mà mình không cứu là không được. Mặc dù không có quen. Tụi em hôm nay cũng rất là sung sướng gặp được cô với mấy đệ tử đây. Rất là vui. Tỷ tỷ là cũng là công đức ở đó. Và nếu mà muốn nói cho con, nó có những cái duyên sự mất xích cái dây chuyền ha. Thì đó là cái duyên đó. Duyên tại sao có gặp được Trinh rồi gặp Cẩm Tú. Thấy là vô tình tâm, nhưng mà thật ra là có một cái sự sắp xếp. Đáng lẽ là nãy em về rồi tự nhiên có cái gì lại đó để cho em quay cái này lên. Thì nói chung là đây cô không biết sao, cô tin là một điều rất tốt rồi. Tại vì tất cả những huynh đệ tỷ muội hay là cô chú ở đây đến với đạo Thiên Tâm á, là từ cái niềm tin mà ra không, chứ không có ai phải dụ và dẫn vô hay làm cái gì hết, tự động đến, giống như nít mới mở chưa biết cái gì hết. Muốn qua núi Thiên Long Sơn phải tự mua vé, phải nguyện cha mẹ, cha ngọc thần để mẹ phát vô chị vô mẫu á, là nguyện cho con anh xin tự động hết, tự động. Lúc đó chưa có nhận tính làm đệ tử, tính tự động mùng 9 Tết với cha ngọc hoàng, tự lập cái bàn khấn giấy 12 bông, 12 lại, 12 nước, 12 nén hương, y chang vậy. Giấy xong sau đó mọi chuyện đi đứng đều có cái sự mầu nhiệm hết. Mình không có bắt ai phải tin là mê tín gì đâu.
từ cái niềm tin thôi. Thấy không? Tất cả cái gì cũng là niềm tin mình, là giống như sư phụ cũng thường nói là đạo Thiên Chúa đã mất mất nước 2000 năm rồi tại vì không tin Chúa. Đạo Phật mất 700 năm tại vì không tin Phật. Cho nên có tin là có ứng, giống như có cung phải có cầu. Đó là cái gì niềm tin ra phước cho những ai không đáng mà tin, là giống như đạo Chúa có nói. Còn mà trở lại là niềm tin từ tất cả các đệ tử mà thương, hay là tin tưởng là từ chính bản thân họ ra, rồi họ mới đến với cái đạo này, xong rồi mới đến với sư phụ. Chứ không phải là dồn nhào vô với là nhận đệ tử thì chạy về quên mất tiêu, không có. Đệ tử bơi, tự bơi đi hết á. Đó, cho nên cái nhiệm màu là ở chỗ đó. Chứ không phải tự nhiên là sư phụ lên đăng báo hay quăng cái gì để mời gọi hay dụ vô đạo, hay không có. Tất cả đều đến từ niềm tin. Rồi đến đại đạo thiên tâm là cũng tự bản thân đến, chứ không có là phải ai đi theo tôi dẫn lên gặp sư phụ, nhận sư phụ làm sư phụ như đệ tử gì không có. Mỗi người một niềm tin, đến bây giờ mới last long được. Đúng. Mình tự tin thì mình mới đi con đường, đi con đường về trời nó lâu hơn, nó vững niềm tin, cái tâm mình nó kiên cố hơn. Còn mà mình vô với đạo thiên tâm hay là đến với sư phụ là theo bạn bè, theo người mời gọi hay theo gì, cái danh cái tiếng hay gì á, bảo đảm với cô trong vòng một tháng hai tháng là cô đi lạc đường, cô không có, cũng còn niềm tin là cô không tới nữa, không có feel luôn. Cho nên tất cả chúng con này hay là huynh đệ trên thế giới, tại sao ở xa mà những vị huynh đệ ở Việt Nam, ở khắp năm châu bốn biển đều tin tưởng sư phụ, tại niềm tin của họ có. Tức là cái tiền đời, cái A Lợi Di Tức ngàn đời ngàn năm trước rồi, tiền kiếp trước cũng đã có quen biết rồi. Bởi vì mới có câu giật mình ta mới biết mình quen lâu rồi là cái câu đó đó. Chứ nó hiện nghiệm câu đó lắm, giống như cầu phước cho những ai không thấy mà tin đó. Tất cả nó chung quy tóm lại là niềm tin trên đó, vững lòng vững tâm. Nói tới niềm tin đó, thì cũng có một cái chia sẻ của cổ, cũng là liên quan tới cổ nữa, là cái chuyến mà đi Washington DC á, là cổ có gọi, tại vì cái lòng của cô Ngọc là cổ rất là thương, cổ có những người bạn rồi cổ thấy người ta đi sai, tức là người ta có tâm lành tâm thiện rồi người ta bị dẫn dắt rồi từ thiện rồi không đúng rồi bị óp á, tức là họ rất là thương, họ có cái lòng thương, nhưng mà cổ không có thể nào chia sẻ được cái thiên tâm. Thì cổ có gọi con, nói là nói chuyện với người này, người kia, người nọ. Thì con có nói với cổ một điều là sư phụ dạy bọn con là cái đạo này là giống như là cũng là đạo Phật, giống như là đạo trời mà pháp Phật. Tức là mình cũng là một gốc là cha hết, tất cả các đạo đều là cha, cái niềm tin. Thì giống như là mình tự nhiên thiên nhiên là sao? Tức là mình là một cái ngọn đuốc, mình tự sáng. Rồi cái người kia họ có duyên thì họ tự thích. Chứ mình không có đi gọi người này rồi mình nói. Tại vì nó có một cái là khi mà mình làm như vậy, cái người ta chưa có đủ lòng tin thì họ lại bị off. Tức là họ bị block cái đường họ đi về. Thà là họ cứ ăn hiền ở lành thì tự nhiên có một lúc họ tỉnh này ấy. Nhưng mà nếu họ có duyên với mình, họ tới họ hỏi mình hay là cái gì, thì mình sẽ chia sẻ và mình cứ tự nhiên như vậy, cứ để tự nhiên. Chứ không có phải là con không có thể nào đi gọi một cái người đó, rồi con không có làm được cái điều đó, tại mà cũng không có đúng nữa. Tức là nếu người đó họ có cái lòng và có cái duyên với mình thì họ ấy, thì mình sẽ chia sẻ với họ và mình đi, thì đó là như vậy. Nhưng mà con biết cô rất là có cái tâm, cổ tâm rất là ấy, cổ thương lắm, cổ thương những cái người bạn của mình tội nghiệp như vậy nhưng mà cũng có một cái người bạn cũng đã giống như là đại khái là ship về, thì giống như là mình cũng bình tình thường. Khi con tới đó thì con gặp, thì con cũng nói là con không có nói gì nhiều, con nói là bây giờ là cái kinh Nhật tụng này thì em đem mấy quyển đó mà chị cứ coi đi, cũng giống như là kinh Phật mình thôi, thì nó có thêm cái kinh Sám Địa Mẫu, chị cứ coi, chị thấy chị thích thì chị đem về chị đọc. Nhưng mà cái quan trọng á là chị muốn thì chị phải giữ cho nó ấy, tại vì cái lòng thành của mình, còn không mà mình không có nên. Thì chị nói là ô kinh là chị thích lắm, rồi xong cái dấu thiên tâm này cái cũng cho chị, và cũng cho chị là chị nói là chị muốn á thì
chị treo lên xe thì giống như mình tin thêm như vậy, mà nếu không á chị cũng không có nên lấy để mà dục, tức là mình đừng có vì là kể cả nể gì để mình làm cái điều đó, tại vì cái này nó linh thiêng thiệt, mà mình không có tin á thì vô tình mình block cái đường của mình, thà là mình để tự nhiên, nhưng mà giống như là phải có một là khi mà mình ấy cái này thì tự động các chư vị sẽ chuyển cái tâm, rất là hay, nó rất là màu nhiệm, nó nhiều cái màu nhiệm mình không có thể diễn tả được, nhưng mà giống như tất cả đệ tử thiên tâm đều biết là sư phụ dặn dạy mình là để tự nhiên thiên nhiên, nếu có duyên tự nhiên là họ hút vào, mà chưa được thì họ cứ đi, họ tự cái cầu pháp hay cái gì là tự tìm tới sư phụ, chứ không có ai dẫn dắt là như vậy. Niềm tin là giống như cục 500 đi. Thì bây giờ giống như là cái câu chuyện kia thì giống như là cổ tới đây cũng ngày mai cổ cũng bay về sớm, nhưng mà cảm ơn cô là cũng đã dành thời gian cho bọn con để chia sẻ cái câu chuyện này. Thì giống như là cũng có rất là nhiều người bạn nhờ cái thơ của Thiên Khanh mà bây giờ người ta cứ tới nói với cổ là cho cái giáo thiên tâm đồ này kia rồi này kia, thì giống như bọn con cũng cũng nhiều lắm. Dạ, thì cô cứ có cái ảnh của cái ảnh của cha mẹ thì họ cứ đây là giống như là mình cứ để thờ trong nhà cao nhất. Cái dấu này là cái dấu giống như bây giờ là thiền bát nhã của thời này đó. Nếu mình đặt niềm tin vào thì mình được cứu. Và mình cứ khi mà mình đọc kinh ấy, ở nhà mà mình không có tiền để mà mỗi lần mình đọc kinh nó có mỗi lần mình đọc kinh thì mình để hình cha mẹ lên, mình đọc xong rồi thì mình xếp xuống. Nếu mà mình không có cái nơi để mà thờ cho nó trang nghiêm á, thì cô nói với mấy những người bạn cô đó, nếu mà bất tiện quá không có thờ được thì cô cứ tặng cái hình này. Rồi mỗi lần đọc kinh thì cứ lại cha mẹ xong rồi đọc xong rồi thì để xuống, không có nhiều thời gian. Hướng Đông Bắc. Thì cô biết mà. Dạ thì con cũng gửi cô, rồi cô gửi cho những người bạn. Cô cũng cảm ơn mọi người. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng năm mới, chúc một cái Tết an lành và mọi người giữ vững niềm tin. Đường đi về trời nó rất là rộng, nếu mà mình có niềm tin mình sẽ tìm được. Không có gặp tới 3 ngày nữa mà. Cô gặp sư phụ hoài luôn, nhưng mà tại vì thấy sư phụ bận rồi cái Tết nữa, thành ra là cô cũng không có muốn. Nhưng mà chúng mình chia sẻ thì cái này nó cũng là một cái ấy cũng tốt. Rất là cảm ơn cô chú là bỏ giờ thời gian. Khi mà hồi chiều gặp biết là biết cô sáng nay về, cho nên là con cũng cảm ơn cô dành thời gian. Ngày mai phải về sớm mà phải ở lại với tụi con. Thì có gì á, ở bên kia cũng có mấy anh chị thì bọn cần á, thì bọn con sẽ đưa cái dấu thiên tâm rồi mình cứ tùy duyên. Giống như là ai mà muốn thì mình cứ tạo duyên cho họ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô nhiều lắm luôn á. Chúc cô năm mới vui vẻ. Cũng nhờ cái thơ của Đình Khanh nè, mà ai cũng đọc được. Ai cũng đọc được. Bạn cô thương lắm. Tin á. Rồi tới này rồi clip vô dạ. Thì nó nói chung là mình trong này là có duyên với nhau hết. Thì đó mình cũng không có tự nhiên cái mình ở lại nghe một cái câu chuyện thật. Không, mình cho coi đây thôi, cho mình đừng có đưa lên. Có thấy người ta biết cái câu chuyện này nó sẽ còn đi xa hơn nữa, nếu mà khi mà người ta biết rồi này kia người vì ta muốn giữ tính riêng tư cho cái anh đó thì cho nên tụi em không có nói tên hoặc là đưa hình, nhưng mà thật sự thì nó là một câu chuyện thật. Thì quý vị cứ tin đi, tụi em không có nói dối, là tại vì nó không có lợi gì cho tụi em hết. Tụi em chỉ muốn truyền tải những cái gì là sự thật thôi. Thì ai có duyên thì nghe được, thì tin được, thì đó là một cái phúc lớn cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn mấy anh chị em đã theo dõi và lắng nghe cái câu chuyện thật này. Xin chúc cảm ơn rất nhiều. Happy New Year, everyone. Cảm ơn cô chú. Đi về cẩn thận. Cái video nó có nhìn thấy đầu này. Em vừa cao quá có nhìn thấy được. Chào cô. Năm mới chúng em cũng
Kính chúc anh chị em ở ngoài kia có một một năm mới rất là bình an và đủ ăn đủ mặc, biết là không có muốn giàu cũng không phải dễ, cho nên chỉ cầu bình an và mạnh khỏe, có nhiều sức khỏe và đủ cơm no áo ấm, như vậy là cũng qua một năm nó cũng dễ dàng hơn. Xin cảm ơn anh chị, tạ ơn cha mẹ. Dạ. Và xin cảm ơn cha mẹ, cảm ơn các chư vị, Nam Mô Di Đà Phật và Đức Chúa Giêsu, cảm ơn sư phụ. Chúng con luôn tin tưởng và thành kính, lúc nào cũng hướng lòng về cha mẹ và cầu cha mẹ độ cho thế giới được bình an. Năm mới tất cả mọi người sống trong an lạc và hướng niềm tin về ơn trên, Phật trời và Thượng Đế, mẹ Phật mẫu, và cầu xin cha mẹ ban phước lành cho thế giới và tất cả mọi người. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu, Nam mô Di Lạc Phú A Di Đà Phật, Nam mô Di Lạc Vương Phú Quý Phật.